Từ ngày 9 tháng 4 đến nay, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền pháp luật cho nhiều cửa hàng, tiểu thương kinh doanh vàng về việc chấp hành đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận có một điểm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và 5 địa điểm khác có hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa là trang sức các loại có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ có tổng giá trị gần 180 triệu đồng. Hiện nay, một số khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Chợ Thiếc quận 11, đường Nguyễn Duy Dương quận 5, đường Nguyễn Thị Tần quận 8 có một số nơi đang tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, một số cửa hàng vàng tạm ngưng hoạt động này rất ít so với số tiệm vàng đang mở cửa kinh doanh bình thường. Một vài người dân sinh sống ở khu vực trên cho biết các cửa hàng này đã đóng cửa được từ 3 đến 5 ngày nay. Họ cho biết các chủ tiệm vàng thỉnh thoảng vẫn đóng cửa để đi du lịch vào những ngày nắng nóng hoặc ngưng hoạt động với nhiều lý do như kinh doanh khó khăn, sửa chữa mặt bằng. Còn về việc các cửa hàng vàng này có vi phạm quy định hay không thì không ai biết. Một chủ tiệm vàng tại chợ Hòa Bình, quận 5 nhận định rất khó để nói việc các chủ tiệm vàng đóng cửa vì sợ bị thanh tra. Vì hàng năm, các cơ quan quản lý vẫn thường xuyên kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh vàng. Bởi vậy, nếu có vi phạm thì việc cửa hàng nghỉ bán vài ngày không phải cách để qua mặt lực lượng chức năng. Theo như quan điểm của tôi, cái đợt thanh tra mà kiểm tra cái tiệm vàng lần này thì giống như những đợt kiểm tra trong năm thôi. Còn cái chuyện mà những cái tiệm nghỉ nói nôm na là giống như né, nên nói né thì theo tôi là cũng không đúng lắm. Tại kinh doanh là kinh doanh lâu dài, chứ không phải cái nghề này kinh doanh một hai bữa. Hiện Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa bàn tiến hành hoạt động giám sát, xác minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 4, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho đông lạnh do bà Trần Thị Thu có địa điểm kinh doanh tại chợ Mạo Khê làm chủ. Tại kho hàng, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 1.286 túi xúc xích có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ. Đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trước đó một ngày, tại huyện Vân Đồn, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với công an huyện Vân Đồn tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua hải sản, sơ chế đóng gói thực phẩm do ông Phạm Văn Lâm làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tấn chân vịt đang được 30 công nhân sơ chế đóng gói đưa ra thị trường tiêu thụ. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch. Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ số hàng trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 4, đội quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành giám sát không một tổ chức và không hai cá nhân thực hiện việc tự tiêu hủy hàng hóa đối với 697 đơn vị sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại bãi rác khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tổng giá hàng hóa bị tiêu hủy gần 25 triệu đồng. Hình thức tiêu hủy được áp dụng là đổ xăng đều vào các sản phẩm và đốt cháy hoàn toàn tất cả sản phẩm hàng hóa vi phạm. Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có sự giám sát chặt chẽ của đội quản lý thị trường số 6 và chính quyền địa phương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường an toàn.